Phương Thảo, Ngọc Lễ dự tiệc cùng vợ chồng Chi Bảo ở Mỹ. Cặp sao Phương Thảo, Ngọc Lễ hội ngộ dàn nghệ sĩ hải ngoại trong buổi tiệc ra mắt Quỷ Hiểu Về Trái Tim do Chi Bảo tổ chức ở Mỹ. Chi Bảo với vai trò chủ tịch quỹ từ thiện Hiểu Về Trái Tim vừa tổ chức buổi tiệc thân mật, gặp gỡ bạn bè nghệ sĩ và doanh nhân người Việt ở California, Mỹ. Diễn viên hài Thúy Nga, vợ chồng Ngọc Lễ, Phương Thảo, ca sĩ Phương Thùy và gần 50 nghệ sĩ hải ngoại đến ủng hộ sự kiện của Chi Bảo. Phương Thảo, Ngọc Lễ biểu diễn ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh cùng các em thiếu nhi trong đêm tiệc. Cặp sao nổi tiếng từ thập niên 1990, được khán giả yêu mến qua những ca khúc như Xe Đạp Ơi, Ba Ngọn Nến Lung Linh, Xa Rồi Tuổi Thơ. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đôi vợ chồng sang Mỹ định cư. Phương Thảo, Ngọc Lễ cho biết hiện họ có cuộc sống bình lặng ở thành phố Garden Grove, bang California. Cặp nghệ sĩ vẫn sáng tác nhạc, dạy hát cho các ca sĩ trẻ, làm huấn luyện viên một số cuộc thi âm nhạc. Họ có kênh YouTube riêng, thỉnh thoảng đăng tải MV, ca khúc mới. Nghệ sĩ hài Thúy Nga diện váy ngắn đi tiệc. Cô chụp ảnh cùng CEO Lý Thùy Trang, vợ Chi Bảo. Từ trái qua, diễn viên, người mẫu Đức Tiến. Ca sĩ Ngọc Anh 3A, Nguyễn Hồng Nhung hội ngộ trong sự kiện ra mắt Quỷ Hiểu Về Trái Tim. Ca sĩ Hồ Lệ Thu mặc điệu đà đi cùng con gái. Diễn viên Baguio sánh đôi bà xã Quỳnh Trâm tới sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, doanh nhân gốc Việt. Diễn viên Kim Thư khoe vẻ gợi cảm với thiết kế bó sát. Cô chụp ảnh cùng một khách mời trong đêm tiệc. Nghệ sĩ piano Thanh Nhã, tình cũ của diễn viên Lương Thế Thành, đang sống ở xứ Cờ Hoa, cũng tham dự sự kiện này. Ca sĩ Đình Bảo, cựu thành viên nhóm nhạc ACM, góp vui bằng một tiết mục văn nghệ trong đêm tiệc. Chi Bảo đưa cả vợ bầu và con trai hơn 2 tuổi sang Mỹ. Ngoài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, diễn viên 7X còn được biết đến với vai trò chủ tịch quỹ từ thiện Hiểu Về Trái Tim. Tại sự kiện, Chi Bảo chia sẻ về các hoạt động của quỹ trong 14 năm qua như hỗ trợ gần 3.000 em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật, giúp hơn 4.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa được bảo trợ dinh dưỡng, xây nhà tình thương cho các hộ nghèo và hỗ trợ bà con bị thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, xây hệ thống lọc nước sạch cho bà con miền Tây Nam Bộ. Tại sự kiện ở Mỹ, Chi Bảo giới thiệu mạng xã hội Hiểu Về Trái Tim với hy vọng kết nối, tìm thêm nhiều mạnh thường quân chung tay giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Chi Bảo tiết lộ sắp tới một ngôi trường tiểu học mang tên Hiểu Về Trái Tim sẽ được khánh thành ở tỉnh Đắk Nông, đón những học sinh đầu tiên dự lễ khai giảng vào tháng 9 năm 2024. Chúng tôi muốn mang đến cho các em nhỏ khó khăn nhưng hiếu học một môi trường giáo dục cộng đồng hòa nhập và phát triển toàn diện. Các em sẽ được học hành và bảo trợ dinh dưỡng hoàn toàn trong suốt thời gian học, Chi Bảo nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.